Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối. Một cô nàng Sugar Baby ở Nhật bị tuyên án 9 năm tù vì bán cẩm nang moi tiền đàn ông. Tòa án quận Nagoya, thủ đô Tokyo đã tuyên án bị cáo Mai Watanabe, 25 tuổi, bán án 9 năm tù và khoản tiền phạt 8 triệu yên, tương đương khoảng 52.000 Mỹ Kim, vì tội lừa gạt hẹn hò những người đàn ông lớn tuổi. Ba ông trong độ tuổi từ 50 đến 60 đã bị gạt tổng cộng 15 triệu yên, tương đương khoảng 970.000 Mỹ Kim trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 8 năm 2023. Cô cũng bị cáo buộc đã bán cẩm nang hướng dẫn trên Internet, chỉ cách gạt tiền các quý ông cô đơn dễ bị dụ. Theo đó, chiêu phổ biến nhất là kể lễ với các sugar daddy rằng mình có tuổi thơ bất hạnh, nhằm được họ đồng cảm và dễ chi tiền hơn, hay nói dối là mình không thể làm việc do sức khỏe yếu và cần được giúp đỡ để có tiền trả tiền thuê nhà. Quan tòa phán rằng việc cô Watanabe liên tục lừa gạt các nạn nhân là một tội ác xảo quyệt lợi dụng lòng tin của họ. Một số nạn nhân bị mất gần như toàn bộ tài sản. Và việc bị cáo bán sách hướng dẫn và khuyến khích người khác phạm tội tương tự là hành vi ác ý có chủ đích. Theo Sở Cảnh sát Naka, bị cáo bắt đầu bán sách hướng dẫn lừa đảo từ năm 2022 với giá 10.000 yên, tương đương 67 Mỹ Kim, đến 20.000 yên, khoảng 134 Mỹ Kim. Ngoài ra, cô còn mở lớp học riêng có thu phí. Cô bán được khoảng 2.000 bản sách trước khi bị bắt và rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Phần lớn số tiền kiếm được, cô đều sử dụng vào việc ăn chơi và bao trai đẹp, phục vụ trong các quán bo dành riêng cho quý bà và quý cô. Tại Mỹ, Ủy ban Thương mại Liên bang đã nhận được hơn 64.000 báo cáo về các vụ lừa tình gạt tiền trong năm 2023, với tổng thiệt hại hơn 1,1 tỷ Mỹ Kim tính trung bình mỗi nạn nhân bị gạt 2.000 Mỹ Kim, cao hơn bất kỳ loại lừa đảo nào khác. Bản tin rất ư là thú vị. <cười> <cười> cái vụ cái vụ mà sugar baby mà gạt gạt tình gạt tiền ừ. rồi cái chiêu chiêu mà thông dụng nhất má em bệnh bà ngoại em bệnh ở ngoại em bệnh cả gia đình em cái này nghe, 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 nghe quen, quen, ghê lắm, lắm. quen lắm lắm <laughs> nhưng mà không ngờ là mình chỉ tử việt nam mới có cái màn này thôi không ngờ là nhật bản cũng có mà còn bán bán, bán sách, sách nữa, nữa. bán, bán dạ, sách nữa mà bán rất là chạy nữa <laughs> <laughs> à, và một chi tiết thú vị nữa là không ngờ ở mỹ anh tâm nghĩ mấy cái vụ mà lừa đảo tình tiền này chỉ xảy ra các nước nghèo nghèo thôi ở mỹ cũng có cũng có chứ mấy chục ngàn trường hợp đã được báo cáo và rất nhiều trường hợp không báo cáo thì mắc mắc cỡ xấu hổ mà thiệt hại một năm chỉ năm ngoái lên tới hơn một tỷ mỹ kim nhiều quá quá ừ. nhiều quá nhiều nhưng mà tính chia trung bình ra thì mỗi người bị gạt chỉ có hai ngàn thành ra cũng nhiều quá chứ anh không hai ngàn là là, là là cái gì ta à, lệ phí tình cảm này thấy ok mà <laughs> vậy là hai ngàn được tiền ngu ok à? <laughs> ok à, trong cái bản tin thì không có nói con số ở mỹ trong số 60 mươi mấy ngàn cái trường hợp mà được trình báo trong năm ngoái đó thì bao nhiêu nạn nhân là các ông bao nhiêu nạn nhân là các bà, bà. lương ừ, châu nghĩ là những cái nạn nhân của các vụ mà lừa tình gạt tiền kiểu này thì đàn ông nhiều hơn hay đàn bà nhiều hơn À, nó cũng 50-50 anh ơi tại vì đàn bà cũng dễ bị gạt mà đàn ông còn dễ bị gạt hơn nữa, đàn ông là thích uh, thích ngọt, còn đàn bà thì uh, cũng thích, thích ngọt. được thương, <laughs> thích được thương thì người ta giả thương thì mình cũng open mình chịu thôi thanh tâm nghĩ nha cái này mình bàn nó hơi xa một chút xíu thanh tâm nghĩ tất cả những nạn nhân trong những cái vụ này đó deep down á họ cũng biết một phần là là cái kẻ người kêu đối yeah. phương đâu có thật sự dạ. thương mình thì cũng chỉ là một cái mối quan hệ tiền trao cháo mút thôi nhưng mà chắc là đâu đó vẫn vẫn có có phản phúc một cái hy vọng, vọng le lói nào đó hay, hay vọng, một tí dạ. hy vọng nào đó biết đâu trong một một trăm phần trăm sự thật đó có một phần trăm không phải là sự thật là... là người kia thật sự yêu mình cho nên tôi xin người có gian dối <laughs> <laughs> bài hát của lương minh châu đã kết thúc chương trình tin tức cuối tuần của sài gòn tv cảm ơn sự theo dõi của quý vị hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày thứ bảy hạnh phúc xin kính chào tạm biệt